Anh nha, chào mình, anh đang quay lại với kênh của mình. Mình là Hoàng, em programmer đây. Ok, và hôm nay mình sẽ test cho anh em xem. Anh lộn, mình sẽ giới thiệu một cái phiên bản mới của cái game gì mà trèo núi các bạn. Hát luôn nha. Ok. Và cũng lên như mọi khi, mình sẽ search là hát game hill climb nha các bạn. Đấy. Rồi nha. Ai climb mình ghi sai. Đúng rồi, kệ đi. Đây, cái này nè các bạn. Cái mod APA nè, các bạn bấm cho mình nha. Có phải mod đâu? Đúng rồi các bạn. Các bạn tải mod nào cũng được nhé. Và mình sẽ tải thử cái mod mới nhất xem có skin gì, sự kiện gì. Cái máy mình nó hay bị lỗi ghê các bạn. Rồi. Ok, các bạn bấm download cho mình nhé. Đó, cái chữ download đây là đó, các bạn thấy không? Cái chữ xanh lá. Cơ mà mẹ. Ok, các bạn bấm download APK cho mình nhé. Mấy này mình lười quá. Mình kêu là mình chơi Roblox cho các bạn xem mà mình không có chơi. Ok, các bạn bấm download cho mình. Lại bị lỗi. Ok, và các bạn bấm ok nha các bạn. Ok nhé. Đây. Like, share, subscribe ủng hộ mình nha. Và comment những game gì bạn muốn hát nha. Game online hình như mình không hát được nhiều các bạn. Ui, hiểu mày. Tí nữa mình quay một video dài nha các bạn. Chắc một video cả tiếng đấy. Các bạn còn ít cũng được. Cái đó giống như livestream mà mình không biết like thôi. Nên mình like cách 2. Cách xàm xí đu. Ok, các bạn bấm vô cho mình nhé. Bấm cài đặt nha các bạn. Hôm nay cũng nhanh mà. Gần nhà mình ồn ghê. Ok, và mở thử test cho các bạn xem thôi. Ok, và nó đang vô các bạn. Hồi nãy mình tô qua cái khúc vô thôi các bạn. Mấy cái video kia mình làm mà sao nó bị lỗi ra các bạn. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Ok, và các bạn nhìn tiền nha. Các bạn thấy tiền rồi không? Ghê quá. 2 tỷ. Thử chạy. Ok, mình sẽ thử chạy nha. Té chứ, các bạn kêu mình lừa đảo. Ui, tiền tỷ mấy đây. Xe này yếu. Có du thuyền luôn. Mình sẽ cho thử con xe này đi mình. Wow, mình sẽ nâng cấp nó cơ các bạn. Đấy. Ok các bạn. Ui, có đầy tiền mua gì. Mình sẽ kéo ở đây nhé. Mua cái map mới nhất luôn. Map xịn nhất. Ok, và chạy thử. Test cho anh em xem nha. Thôi anh em kêu lừa đảo. Đúng rồi. Xịn như vậy mà lừa đảo mod của người ta. Đúng không? Lâu quá mình không chơi, mình gà quá. Ui, gãy đâu. No, chết luôn các bạn. Và nhớ thấy hay thì là nhớ like, share, subscribe ủng hộ mình nha. Một đống tiền kim cương. Yeah. Bye các bạn. Bye.